Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Xì Bít. Các bạn thân mến, phim cổ trang hoa ngữ đề tài cưới trước yêu sau từ lâu đã luôn nhận được sự yêu thích từ đông đảo các mọt phim. Với nội dung lãng mạn hài hước, chắc chắn bạn sẽ có những phút giây vô cùng thư giãn. Và nếu bạn là fan của thể loại phim này thì đừng bỏ lỡ top 20 bộ phim chúng mình giới thiệu sau đây nhé! một Phu quân xin tự trọng Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ chính Mộc Tiểu Tịnh. Mộc Tiểu Tịch là một tiểu thuyết gia. Trong một lần tình cờ, cô vô tình xuyên không vào tiểu thuyết của chính mình. Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết, Mộc Tiểu Tịnh gặp được Tần Xuyên. Tần Xuyên là nhân vật do tiểu tịch tạo ra. Để có thể thoát khỏi cuốn tiểu thuyết, Mộc Tiểu Tịch bắt buộc phải hoàn thành 10 nhiệm vụ. Mộc Tiểu Tịnh tưởng chừng có thể dễ dàng thoát ra, thế nhưng không ngờ nam chính Tần Xuyên cũng biết trước được các tình tiết của câu chuyện, từ đó kéo theo nhiều tình huống giở khóc giở cười của cả hai nhân vật hai Xuân Khuê Mộng Lý Nhân Phim xoay quanh câu chuyện cưới trước yêu sau giữa thiếu nữ Quý Mạn, Bành Tiểu Nhiễm và công tử lạnh lùng độc tài Chữ Ngọc Hiên, Đình Vũ Hè Đóng. Quý Mạn là một thiếu nữ thông minh, tính cách có phần lập dị, vô tình bị mất trí nhớ. Nàng được đưa đến hầu phủ để làm con dâu, thay thế chị gái song sinh của mình. Tại đây, với tài kinh doanh bẩm sinh, nàng đã giúp hóa giải nhiều mối nguy và được chữ Ngọc Hiên sùng ái. 3. Tinh lạc ngừng thành đường Phim xoay quanh câu chuyện cưới nhầm chồng hài hước, dạ đàm, lý làn địch, nhị công chúa lành lợi, hoạt bát, đáng ra phải gả xuống thẩm uyên giới thì lại bị ship nhầm lên thiên giới, sánh đôi bên thiếu điển hữu cầm, trần tình húc đóng. Còn về phần chị gái nàng, Thanh Quy, Hà Tuyên Lâm, đại công chúa dịu dàng ngoan ngoãn, lại trở thành phu nhân của Triều Phong, Trần Mục Trì, người sẽ đứng đầu thẩm uyên giới trong tương lai. Nếu như Hữu Cầm gánh trên vai kỳ vọng của thiên quân, thuộc tiếp người trầm ổn chín chắn thì Dạ Đàm lại nghịch ngợm, có phần trẻ trâu, khiến Hữu Cầm nhiều phen đau đầu. Chính bởi sự trái ngược này mà cả hai người dần dần thu hút và cảm mến nhau, cũng chính lúc này, câu chuyện gả nhầm người của đôi chị em dần bị hé lộ. 4. Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý phim có nội dung xoay quanh hai nữ chính là lý ngọc hồ cô con gái nhà võ bản tính đơn giản hoạt bát nhưng cũng rất kiên cường mạnh mẽ và đỗ bằng nhạn tiểu thư nhà đỗ gia tính tình đoan trang ngoan hiền học vấn hơn người vốn dĩ lý ngọc hồ sẽ bị ép gà đến cho nhà viên tướng quân còn đỗ bằng nhạn đã nhận lời gà cho tề gia giàu có nhưng có cháu trai là người bị bẩm sinh không sống được lâu Thế nhưng, vào ngày thành hôn, sau khi vô tình gặp gỡ, thân thiết kết tình tỉ muội, hai cô gái họ đã vô tình đội nhầm khăn che đầu của nhau, lại lên nhầm kiệu hoa, dẫn đến việc bị gả nhầm về hai nơi khác nhau. Ấy vậy mà trong cái rủi lại có cái may, chính sự nhầm lẫn này về sau lại đem đến mối nhân duyên như ý cho cả hai cô gái. Trong phim, Điền Hy Vi vai Lý Ngọc Hồ, Ngao Thụy Bằng vai Tề Thiên Lỗi, Bạch Băng Khả vai Đỗ Bằng Nhạn, Triệu Thuận Nhiên vai Viên Bất Khuất, 5. Nguyệt Chiêu Ký Thiếu nữ Lý Sơ Nguyệt, hình phi, vô tình đi vào giang hồ đệ nhất trang, vân úy sơn trang, bị thiếu trang chủ an cảnh chiêu, từ khai xính, ngộ nhận là thích khách, suýt nữa mất mạng. Thời khắc nguy cơ, sợ vào bản năng mà trốn thoát, nhưng lại bị an cảnh chiêu ép giả làm vị hôn thê che giấu tài mắt. Tìm niềm vui trong đau khổ, Lý Sơ Nguyệt ở sơn trang dần dần như cá gặp nước, tuy có ý tránh xa thiếu trang chủ đen tối, nhưng nào ngờ lại xảy ra mỹ nhân cứu anh hùng. An Cảnh Chiêu động lòng như con đường theo đuổi nàng dài đằng đẵng, không chỉ có tình địch bên cạnh mà còn nhiều nguy cơ cần giải quyết. 6. Lăng Quân không như ý phim có nội dung xoay quanh cuộc đời của tề ba ngô tuyên nghi công chúa của nước đại tề ba công chúa không may bị ép gà khi tỉnh dậy nàng đã phát hiện mình bị bắt đến một hóa thú tộc kỳ dị bí ẩn trở thành vương phi đại gà cho đại vương hóa thú khuê mộc lang trần chiết viễn bị nhốt trong sơn động. tề ba thầm nghĩ bản thân vốn xuất thân danh giá sao lại có thể gà cho thên hèn hạ mặt mũi dữ tận kia nên đã tìm mọi cách để chạy trốn nhưng cuối cùng đều thất bại may mắn thay nàng gặp được một mỹ nam tư thái như thần tiên, Lý Hùng. Là chàng khiến cuộc sống của nàng trở nên bớt vô vị. Khuê Mộc Lang và Lý Hùng, ban ngày và ban đêm, liệu tài ba công chúa có khám phá ra được bí mật động trời của hóa thú tộc? 7. Như mộng lệnh Thành chủ của thành chiêu hoa đột ngột qua đời, như mộng lệnh tượng trưng cho chức thành chủ, đời đời tương truyền cũng biến mất một cách bí ẩn. Lúc này, thành chiêu hoa như rồng không đầu, tranh đoạt giữa các vị thiếu chủ ngày càng gay gắt hơn mâu thuẫn tranh đoạt như mộng lệnh. Giữa tình hình hỗn loạn, con gái Bách Lý Tinh Hiên, Hà Hoàng San của Đại tướng quân Bách Lý Vân Long, theo lệnh cha, đi trước một bước lấy được như mộng lệnh, nhưng đại thiếu chủ đuổi sát không tha. Dưới tình hình khẩn cấp, Bách Lý Tinh Hiên vô tình gặp Tô Yên, con gái tiêu cục. Trong ngày xuất giá, thành thế Tô Yên trở thành cô dâu, gả cho phú thương ở thành Lương Châu, tránh được thích khách đuổi giết, còn trở thành một đôi oan gia với tên nhà giàu nổi danh trong lời đồn, phù diệp, ngô hy trạch thủ vai. 8. Gà nhầm Thái Tử Phi Nữ trưởng quầy của vạn sự như ý phường ở lục triệu quốc Kiều Mạn Mạn, Hoàng Nhật Oánh đóng vì một vụ ủy thác làm ăn mà gả nhầm vào cẩn vương phủ. Cô với vương gia quầy phó thư cẩn, quan hồng, tự oan gia thành cùng nhau nắm tay hóa giải nguy cơ, cùng chống lại nhị hoàng tử phó vân nặc và hoàng tử Tây Lân Quốc Hồ Nhĩ Tát. Mặt khác, Công chúa Ali Á của Tây Lân Quốc, vốn là người được cả cho Phó Thư Cần, lại tình cờ được nhị đương gia của vạn sự phường, thu nhận. Cuối cùng, cả hai mối duyên nhầm cũng về chung một nhà. 9. Vòng xuyên tự Vòng sư tử có nội dung kẻ về đại dục triều đang rơi vào vòng tranh đấu vì việc lập thái tử. Trong triều chia làm hai phe, luôn bày mưu đấu đá lẫn nhau. Lúc này Tam hoàng tử Quân Lăng Xuyên cũng lên kế hoạch để lên ngôi thái tử. Con gái của thừa tướng Vân Hạo là Vân Thiên Vũ bị ép phải kết hôn với Quân Lăng Xuyên. Vân Thiên Vũ vì không muốn trở thành vật hy sinh nên đã trốn nhà ra ngoài, trùng hợp gặp đúng lúc Quân Lăng Xuyên cải trang vi hành. 10. Mời phò mã thần thám đón dâu. Phim kể về tiểu đế cơ, công nghi âm, liêu tuệ dài thủ vai, độc hoàng thượng ban hôn, thanh thân cùng tần mặc, vương hạo ca thủ vai, tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ. Không ngờ đêm đại hôn lại bị lạnh nhạt, thậm chí có cả tin đồn, phỏ mã muốn hòa ly. Công nghi âm, khó giản cơn tức, nữ cải trang nam đến đinh úy tự làm việc, muốn tính sổ với người trượng phu chưa từng gặp mặt này. Trò chơi mèo vần chuột, chàng trốn ta tìm, cứ thế bắt đầu. 11. Minh môi thiện thú, Thiên kim được nương chiều của quan môi, mai mối, thế gia, thi phật kha, chạm chán, phỉ nhị đại, lục trì, xuống núi tìm tiểu muội muội Phi đạt kha một lòng muốn đoạt vinh dự, thiên hạ đệ nhất mai mối. Lục trì chỉ có thể hóa thân xứ giả hộ thê, bước lên con đường theo đuổi thê tử gian nan. Hai người trải qua nhiều chất trở, hợp lực giải quyết nhiều vụ cưới hỏi gian nan. Cuối cùng, thi phật kha viết lên danh dự cho gia tộc. Lục trì cũng trợ giúp hoàng đế bảo vệ thiên hạ Thái Bình. Sau cùng, hoàng đế ban hôn cho thiên hạ đệ nhất mai mối Thi Phật Kha và tiểu ca ca lục trì của cô. 12. Phu quân nguy hiểm của ta Phim kể về hoàng đế đại chu khi còn nhỏ, triều chính bị gian thần vệ thương chi một tay khống chế. Đồn rằng vệ thương chi vừa xấu xa vừa háo sắc, trước đã cưới 6 đời phu nhân, tất cả đều bỏ mạng ngay đêm tân hôn. Bạch chỉ là phu nhân thứ bảy của hắn, nàng nơm nớp lo sợ gả vào phủ tĩnh Bắc Hầu, vốn tưởng rằng mình sẽ không sống nổi một ngày, nhưng lại phát hiện hình như gian thần này không giống như người ta hay đồn cho lắm. 13. Diệu ngẫu thiên hành, Phim kể về cô nàng hấu ăn, chân rượu, thang mẫn, rơi vào thế giới trò chơi suy luận logic, bị ép kết đôi thành vợ chồng với kẻ sống lại báo thù là La Thiên Thành, Huỳnh Thánh Chi thủ vai, vẽ nên câu chuyện ngọt ngào và thú vị. 14. Bán thành hoa vũ bạn quân ly Trong lãnh thổ của nước Tề, nổi tiếng chấn động biên giới, có một người tên Hoa Chứ Vũ, Trần Giao. Mặt bạc, với khúc đàn hiệu triệu vạn quân cô vốn là con gái duy nhất của tướng quân hòa mục cô có nhan sắc tuyệt thế tinh thông văn võ dù thân trên chiến trường nhưng cô cũng có trong mình sự lãng mạn ngây thơ như những người cùng lứa trong một lần vô tình cô đã cứu phượng quân ly lệnh ca ca chính là chàng trai bỗng dưng xuất hiện rồi lại biến mất và để lại nỗi nhớ trong cô nhiều năm sau hoa chư vũ được gả cho phượng quân ly lương tĩnh khang nhưng cho cô mắc tội liên lụy đến cả nhà Hoa Trừ Vũ cũng nhận được thư từ hôn và bị ép gà sang nước địch để cầu hòa, mở màn cho con đường cung đấu sau này. Hết câu đố này đến câu đố khác xuất hiện. Hoa gia Diệt Môn là có kẻ gian hãm hại hay do Nam Đế cố ý sắp đặt, cô cùng Phượng Ly Quân cùng nhau điều tra. 15. Trạch Quân Ký Thẩm Diệu, Trương Tuyết Nganh Đóng là con gái nhà phú ông giàu có, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại trở thành người mà không ai dám cưới của Thành Dương Châu. Nguyên nhân chỉ vì hai lần thành thương trước quá tốt. Lần thứ nhất thì gả cho Bùi Diễn Trinh, hình chiêu lâm đóng, là thư sinh nhà quan, có tính tình hiền lành, chung sống với nhau cũng được xem như hòa thuận. Nhưng nào ngờ đâu, Hoàng thượng truyền thánh chỉ hòa ly, buộc hai người phải chia xa. Trời xuôi đất hiền đến lần thứ hai, thẩm diệu gả cho Tống Tịch Viễn, vương dĩ Luân Đóng là một công tử thương gia giàu có. Nhưng mới thành hôn chưa được hai tháng thì thẩm diệu có tin vui, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về thời gian của cái thai. Quá bất lực, Thẩm Diệu chỉ đành hòa ly lần nữa. Thẩm Diệu vốn cởi mở nên chuẩn bị đi xem mắt, nhưng lúc này hai người phu quân cũ lại cùng tìm đến. Tình yêu và thù hận ngày căng loạn giữa ba người sẽ được hé mở dưới vỏ bọc của âm mưu triều đình. 16. Dạ dạ tương kiến bất thức quân Dạ dạ tương kiến bất thức quân kể rằng vào ngày đại hôn, thế tử Lý Thư Bạch, Lý Phi thủ vai vì không muốn chấp nhận mối hôn sự này mà bỏ trốn. Vì một vài sự cố, Lý Thư Bạch cuối cùng vẫn phải quay về hầu phủ và gặp tân nương của mình, đó là Giang Ngọc Tiêu, tôn tuyết ninh thủ vai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng thế tử gia đã yêu ngay vị hôn thê mà ngay ngày trước muốn bỏ. Cả hai cùng sống trong một phủ, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra với nhiều biến cố ngọt ngào đến sâu răng. 17. Mời Khanh vào lòng Nội dung bộ phim kể về quá trình xuyên ba kiếp của nữ chính Liễu Khanh Khanh. Nàng là nữ nhi cao quý nhà Liễu Thượng Thư, cả hai kiếp nàng đều được định sẵn kết hôn cùng với nam chính Bùi Tuần. Kiếp thứ nhất và thứ hai thì nàng dùng mọi cách để giúp phu quân tranh đạt hoàng quyền, nhưng lần nào cũng thất bại mà chết thế thảm. 18. Tân Nương Cắt Tường Phim lấy bối cảnh của nước Cần, có một cô gái tên là Lưu Doanh Ngây Thơ nhưng bị người nghĩa huynh của mình ép làm nhiệm vụ đặc biệt là gà cho Tề Diệp, làm thiếp, nhằm thu nhật thông tin triều đình. Dù không muốn làm gian tế, cô tính sẽ hạ độc tướng công tương lai rồi chạy trốn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi trái ngược với suy nghĩ. Sau một thời gian họ ở bên nhau, cô dần nhận ra người này cũng không đáng ghét như từng được biết. Ở người này, cô cảm thấy ấm áp và được bao bọc trời che và được hạnh phúc. 19. Phủ tướng quân có một tiểu chủ nương Phim kể về câu chuyện của một cô gái tên Tô Thiên Thiên do Ngụy Tiêu đóng, được cho là một đầu bếp thần kinh. Sau một tai nạn, cô trở thành cung nữ trong phủ công tử. Chưa rõ chuyện gì xảy ra, Tô Thiên Thiên bị tướng quân kiêu ngạo, chu quân giao do thôi vũ hàm thủ vai say khiến. Không phụ lòng máu yêu, luôn mất hút, Tô Thiên Thiên dùng tài nấu nướng của mình để chinh phục Mỹ Nam, tạo nên nhiều câu chuyện hài hước. 20. Tạo tác thời quang Hoa gia mấy đời trung lương, bất kể trai gái đều lấy việc bảo vệ nước nhà làm đầu. vừa tôi tràn hòa, vui cười, giận mắng đều vì trong lòng có tình có nghĩa hoa lưu ly con gái của hộ quốc đại tướng quân tính tình tranh chua bướng bỉnh, không có một chút hào phóng trí khí của con nhà võ tướng hay tâm tư tỉ mỉ gì từ trước đến nay luôn tùy tiện sống phóng khoáng nàng là nữ nhi được hoa gia yêu chiều nhất là thái tử phi dự tuyển của thái tử minh hạo ban đầu triều đình không coi trọng vì chiến của của hoa gia quá cao rất nhiều người cho rằng hoàng đế sẽ đố kỵ nhưng thực ra hoa gia nhất mực trung thành hoàng đế cũng rất anh minh vì vậy ngài lựa chọn để cho con trai mình và hoa lưu ly thành thân một mặt là tác thành cho tình cảm của lưu ly và thái tử một mặt là vì muốn có người đến quản lý đứa con khó dạy của ngài cho tới nay ngoài mặt hai người là trai hiền con thảo nhưng thực ra ngăn cách trong lòng vẫn chưa tháo gỡ được Vừa rồi là top 20 bộ phim cổ trang cưới trước yêu sau của Hoa ngữ hay nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!